Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Lại nữa, người nào mà ngộ hay là giác được cái pháp vô thường này là người đó đạt đạo. Tại sao chúng ta cũng hiểu vô thường mà chúng ta không đạt đạo? Đó là cái nội dung chính mà chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị trong buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, đối với pháp vô thường là pháp hữu vi. Ai mà tỏ ngộ được cái pháp vô thường này, luôn luôn sanh diệt đúng với Phật tướng, thì chính người ấy là bậc thánh nhân, là người đã giác ngộ. Còn phàm nhân chúng ta, do sự học hỏi, suy nghiệm, cũng có thể nhận được lý vô thường, nhưng chỉ biết một cách khái niệm mà thôi. Tức là bìm biết theo cái dạng khái quát, chứ không có sâu sắc. Và cũng còn tùy thuộc vào kiến thức của mỗi người. Nên cũng đồng với cái xét cái lý vô thường, nhưng mà có người thì hiểu cạn, có người thì hiểu sâu. Thí dụ như nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng hiểu về cái lý vô thường. Ông hiểu như thế này: ta còn để lại gì không? Kìa sông, kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi. Tức là ông cũng hiểu cái lý vô thường, nhưng mà ông hiểu trên một cái góc độ là khái quát. Ở đây ông Vũ Hoàng Chương cũng hiểu cái lý vô thường, nhưng mà hiểu cái cuộc đời này nó là tan điều thương hải, thế sự đổi thay, xoay vần, không có bền vững. Nhưng mà còn có người họ hiểu cái lý vô thường nó sâu sắc hơn. Xuyên qua đây chúng tôi xin được kể một câu chuyện của ba ông lão uống trà. Có ba ông lão được người ta tặng một gói trà ngon. Thế là ba ông lão mới đem về pha một ấm trà. Và khi ấm trà đem ra thì ba ông lão nói: hôm nay cái buổi trà đạo này á, nếu mà mình uống trà không á thì nó phí lắm. Cho nên buổi uống trà của chúng ta là vừa có thi vị và vừa có đạo vị. Thì cái chủ đề đề ra của ba ông lão uống trà đó là cái chủ đề vô thường. Thế là khi nâng ly trà lên, một ông lão mới liền ứng ra một câu như thế này: hôm nay ba mặt ngồi đông đủ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Ông lão thứ nhất á, thì ông nhận cái lý vô thường này nó qua một năm mới thấy được cái lý vô thường. Ông lão thứ hai, ông lại ứng khẩu một câu như thế này: đêm nay dài dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có sỏ vô. Tức là chỉ cần ngủ một đêm thôi là chúng ta thấy được cái vô thường. Ông kia thì đợi một năm. Tức là hôm nay ba mặt ngồi đông đủ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào, là đợi một năm sau biết coi có người nào còn, người nào mất. Nhưng mà cái ông thứ hai thì ông lại gần gũi hơn tí, sâu sắc hơn chút. Ông nói rằng là cái vô thường nó đến với mình mau lắm. Đêm nay dài dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có sỏ vô. Cái ý là mình lên vừa mình ngủ rồi nhiều khi mình ngủ luôn. Có nhiều khi mình ngủ luôn, sáng không còn dậy để mà mang đôi dép. Nó vô thường vậy đó.
Ông lão thứ hai ngâm xong á, thì mấy ông lão thứ ba mới đưa tay lên mới nói rằng là khá tạm được, nhưng cũng còn khá khái quát, cũng còn phải đợi đợi tới sáng hôm sau mới biết. Ông này mới ngâm rằng là hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. À. Cái hơi thở của mình mà nó vô mà nó ra mà nó say goodbye mình luôn là xong. À, cái ông thứ hai thì ổng lại nói một cách nó nhanh nhẹn hơn. Thì ba khi ông thứ ba vừa ngâm lên thì hai ông kia vỗ tay là tán thưởng. Thật sự cái ly trà của ông uống nó mới đậm cái tình bạn bè có ở trong đó, có pháp vị, có thi vị. À, bởi vì nó chuyển tải được cái lý vô thường. Kính thưa quý vị, nếu lúc đó có một cái người họ học Phật pháp, một người Phật tử, một cái đạo hữu nào đó mà học Phật pháp, và đặc biệt là học về cái môn A Tỳ Đàm, cái môn vi diệu pháp, thì họ còn nói lên nó còn sâu sắc hơn. Họ nói như thế này: trong khi một khẩy móng tay tâm sinh triệu triệu diệt hoài đồng nhau, tức là theo trong kinh Đức Phật của mình chỉ cần khẩy móng tay một cái thôi, cái tâm của mình nó sanh diệt, nó triệu triệu sát na như vậy, chứ không phải là một hai sát na đâu mà hàng triệu sát na. Nếu như ai mà có học sâu vô kinh Phật thì sẽ hiểu cái câu này: sắc pháp sanh diệt cũng mau, tâm qua 17 sắc nhào một khi, ấy là định lực hữu vi, vô thường rốt ráo, chẳng tùy nghĩa danh. Tức là cái người mà học Phật là sẽ thấy được cái vô thường nó còn mau nữa. Nói đến đây thì tại sao cái pháp vô thường nó có cái giá trị đối với người tu? Kính thưa với quý vị, ở trong kinh thì Đức Phật Ngài có thuyết giảng về bốn hạng người, được ví như bốn hạng ngựa kéo xe. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng là có hạng ngựa kéo xe trên cuộc đời này, chỉ cần thấy bóng roi giơ lên là con ngựa này nó liền kéo xe. Những cái con ngựa mà nó kéo xe á, nó chỉ cần thấy cái bóng roi của cái người đánh xe á giơ lên thôi là nó lật đật là nó kéo xe đi rồi. Thì Đức Thế Tôn Ngài ví dụ giống như trên thế gian này, có những người chỉ cần đến chùa nghe được một câu kinh Sabbe Sankhara Anicca, các pháp hữu vi là vô thường, là họ về họ lo tu rồi. Tức là họ thấy không có gì là bền chặt, không có gì để mà mình bám giữ hết, không có gì để mà dính mắc hết, là họ về họ lo tu. Rồi Đức Phật Ngài dạy tiếp, có hạng ngựa thứ hai là thấy bóng cây giơ lên của người đánh xe giơ lên không chịu kéo xe lại, đợi cái người đánh xe đó quất một roi vô mông, cái người xe ngựa đánh xe ngựa đánh vô mông một roi vậy đó, thì cái con ngựa đó nó mới bắt đầu kéo xe chạy. Thì Thế Tôn ví dụ, Đức Phật ví dụ giống như trên thế gian này có những người đến chùa nghe mấy sư giảng pháp, các pháp hữu vi là vô thường, thì cái chuyện của các sư giảng con nghe thôi chứ con cũng không có phát tâm tu. Nhưng mà bất chợt trở về nhà có cái ông hàng xóm kế bên đó, mới ngày hôm qua ông gặp mình, ông cười nói, hôm nay ông lăn đùng ra đi, nghe tin ông chết, người ta đang chuẩn bị lo hậu sự, mình hết hồn, trời sao mà nhanh dữ vậy ta. Cái ông này mới ngày hôm qua mình ra đầu ngõ gặp ổng, ổng còn cười rồi nói chuyện với mình, mà hôm nay là nghe tin là ổng mất rồi. Thì cái người này giật mình mới bắt đầu lo tu. Thì cái người này được Đức Phật ví giống như cái con người thứ hai á, phải đợi quýnh vô mông rồi á thì mới bắt đầu lo tu, thấy cái vô thường. Rồi Đức Thế Tôn Ngài giảng tiếp, có một cái loại ngựa thứ ba là đợi người này giơ bóng cây lên không chạy, đánh vô mông một roi cũng không chạy, đợi cái người này họ giận lên á,
giống như là họ bực lên họ đánh mấy cái roi sao mà hơi mạnh, nổi lằn, nổi u lên, thì con ngựa này mới bắt đầu chạy, tức là lì hơn chút. Thì Đức Phật Ngài cũng ví dụ trên thế gian này, có những người đi chùa, nghe kinh, biết rằng các pháp là vô thường, thế gian là vô thường, thì cái chuyện đó là chuyện của thế gian, cái chuyện của pháp, mình tỉnh bờ, không có phát tâm miếng nào giác ngộ hết. Rồi về nhà, cái ông hàng xóm mới hôm qua gặp mình, ông lăn đùng ra, ông chết, thì cũng kệ ổng, ổng chết chứ mình đâu có chết. Nhưng mà đùng một cái trong dòng họ mình, trong bà con mình, cô dì chú bác cậu mợ gì đó, người thân của mình đó, trong dòng họ đùng mới lăn ra là chết. Thì lúc đó cái người này mới tỉnh ngộ mà lo tu. Rồi Đức Phật Ngài giải tiếp, có cái loại ngựa thứ tư, thấy bóng roi đưa lên không chạy, đánh vào mông nhẹ cũng không chạy, đánh mạnh cũng không chạy, đợi người ta lấy cái vật nhọn á, cái vật nhọn, cái cây mà có cái gì, cái kim, cái đinh á, đâm vô trong thịt, trong xương á, thì bắt đầu mới đau, là mới chịu kéo xe chạy. Thì cái đây là cái loại ngựa là nó lì nhất rồi. Thì Đức Phật Ngài ví dụ cũng giống như những cái người trên thế gian này đến chùa, nghe pháp, tất cả là vô thường, thế gian luôn luôn thay đổi, cũng không tỉnh ngộ. Rồi về nhà ông hàng xóm, cái vô thường đến rước ông đi, cũng không tỉnh ngộ. Rồi người thân trong nhà vô thường rước đi, cũng không tỉnh ngộ. Đến khi vô thường đến với mình, bất chợt một ngày nào đó, thấy tóc mình đã bạc, da mình đã nhăn, gối mỏi chân mòn, già lẫm cẩm, thì lúc đó bắt đầu mới ngộ ra rằng là đời thế gian là vô thường, thì lúc đó mới là lo, là tu. Thì đây là cái hạng chót rồi đó, tức là loại ngựa cuối cùng. Khi chúng tôi đọc đến đây, chúng tôi mới suy nghĩ, nếu thời nay mà Đức Phật còn sống, chắc Ngài không có giảng bốn loại ngựa đâu, Ngài chắc giảng thêm một loại ngựa thứ năm nữa, là bởi vì có những người già rồi còn chưa chịu tu nữa. Đó, thường là người ta maximum là khi già rồi là người ta bắt đầu người ta tu. Nhưng mà ở đây mình thấy còn một số người già chưa kịp, không chịu tu. Cho nên hôm nay sẵn dịp chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái bài thơ là Soi Gương. Soi gương thấy mặt mình xinh đẹp, dậy cả hồn sưng mắt dịu hiền. Sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Khi mình soi gương mình thấy mình đẹp á, lúc nào mình cũng soi, sáng soi, trưa soi, tối soi, trước khi đi ra ngoài soi, đi đâu về cũng soi, là thấy mặt mình xinh đẹp mà, dậy cả hồn sướng mắt dịu hiền. Soi riết rồi từ cái gương nhỏ sắm cái gương cho to soi, rồi đầu tiên là soi cái mặt thôi, riết là soi nguyên mình luôn, rồi sáng soi, trưa soi, chiều soi, cái này tối trước khi đi ngủ cũng soi. Sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dĩ nể hồng nhan. Soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằn sâu nỗi bất an. Quý vị biết cái vô thường nó đâu có nể hồng nhan đâu. Người đẹp người xấu vô thường nó không có nể. Cho nên là soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằn sâu nỗi bất an. Rồi một hôm bỗng dâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xuân bất diệt, từ đó thân bình giữa sắc không. Thì lúc mà chúng ta ngộ được lý vô thường rồi đó, chúng ta mới thấy được cái sự an lạc của cái sự sắc và không, có và không. Kính thưa quý vị, ở đây vấn đề cũng có cái từ thấp lên cao, tức là hiểu vô thường, có người hiểu từ thấp lên cao. Từ thô thiển đến vi tế, từ nông cạn đến cái chỗ rộng sâu. Bởi vì tất cả chúng ta chỉ hiểu vô thường qua cái tưởng tri thôi. Các Phật tử chúng ta hiểu cái chữ tưởng tri không? Không biết. Đó. Cho nên cần phải nghe pháp. Tri ở đây là biết, tưởng là nhớ lại,
Tức là cái biết này nó do tưởng nhớ lại. Chẳng hạn bây giờ chúng tôi hỏi các Phật tử là có nhớ cái câu gọi là tất cả các pháp là vô thường không? Các gì nói được? Thế gian là vô thường đúng không? Đúng, ai cũng nói được. Tức là mình nói này là mình nói qua góc độ là gì? Tưởng, tưởng tri. Tức là giống như mình học bài đó, mình học bài mình thuộc, tưởng là nhớ lại thôi. Ví dụ như mình lật sách ra mình đọc, à, thế gian là vô thường, tất cả đều vô thường, pháp hữu vi là vô thường, không bền vững. Thì mình nhớ, mình nhớ rồi bắt đầu mình lặp lại. Thì cái này chúng ta mới đạt được cái bước thứ nhất là gì? Là tưởng, tưởng tri, là cái biết của cái sự nhớ, nhớ lại. Bây giờ chúng ta phải đạt lên một cái biết thứ hai, nó cao hơn. Đó là cái biết của tuệ, tuệ tri. Tức là bằng cái trí tuệ, nhận thức như chân như thật về cái biết này. Chúng tôi xin được ví dụ cái biết tưởng tri giống như cái biết của đứa con nít, mà cái biết của tuệ tri giống như cái biết của người lớn. Tại sao chúng tôi xin ví dụ như vậy? Là bởi vì sao? Là bởi vì cái biết của tưởng tri là biết đời là vô thường, là khổ, nhưng mà mê đời vẫn mê. Là cái người đó chỉ biết qua tưởng, tưởng tri, biết đời là vô thường, nhưng mà vẫn mê. Cũng giống như một đứa bé, khi mẹ đi ra khỏi nhà, dặn đứa bé ở nhà rằng con, hôm nay mẹ đi vắng, con ở trong nhà, không có được ra sân mà chơi đùa. Vì ra sân chơi đùa con sẽ văng nắng, mắc mưa, thì con sẽ bị bệnh. Nhưng mà khi người mẹ đi rồi thì đứa bé ở trong nhà ngồi nhìn ra thấy ở ngoài sân có mấy đứa bé hàng xóm cũng trang lứa, mấy đứa trẻ bé hàng xóm cũng trang lứa, ra ngoài cũng chơi đùa văng nắng, dầm mưa. Thì cái đứa bé này cầm lòng không đậu, cho nên lúc đó quên mất cái lời mẹ dặn, cho nên mới nhào ra ngoài sân chơi. Chơi suốt ngày vậy, khi tối mẹ về thì đứa bé đó nó bị bệnh, nó sốt, làm nóng. Thì mẹ mới, lúc mà săn sóc, mẹ mới hỏi con rằng là hồi sáng á, mẹ đi á, mẹ dặn con có nhớ không? Mẹ nói hôm nay mẹ đi vắng, con không có được ra sân văng nắng tắm mưa. Thì cái đứa bé trả lời rằng là con nhớ. Cái người mẹ tức quá, con nhớ mà sao con không làm? Cái đứa trẻ trả lời, con cũng không biết tại sao lúc đó con không có nhớ tới lời mẹ dạy. Con thấy mấy đứa bạn trang lứa với con nó chơi vui đô đùa vậy, con cũng nhảy ra con chơi. Thì đó là cái biết của đứa bé. Nó cũng nhớ vậy nhưng mà nó không có kiềm chế được. Thì cũng như tất cả chúng ta biết các pháp đều là vô thường, cuộc đời là vô thường, là khổ, mà chúng ta mê đời vẫn mê. Còn cái người lớn là cái người mà biết bằng tuệ tri. Là sao? Tức là tất cả chúng ta đây biết nắng mưa mà mình mắc phải là mình về mình dễ bị bệnh lắm. Cho nên nhiều khi mình thấy trời nắng mình chưa kịp ra là mình lo đi kiếm cái gì mình đội rồi. Đó. Mình thấy trời mà chuyển mưa là mình lo mình kiếm cái áo mưa mình mặc rồi. Tức là mình á, là người lớn, khi ra đường nhiều khi trời cũng không nắng là mình lo mình cầm theo cái nón, cầm theo cái áo mưa để mình chuẩn bị đối phó với nắng mưa rồi. Còn đứa bé thì hoàn toàn nó không biết. Như vậy thì cái biết của người lớn và cái biết của đứa bé ở đây để chúng ta hiểu được qua cái định nghĩa. Chúng ta chỉ biết cái pháp vô thường qua tưởng tri chứ không phải là tuệ tri. Người nào ngộ được pháp vô thường là tuệ tri thì người đó đạt đạo. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Cái người nào mà thấy được pháp sanh diệt như chân như thật. Để hiểu thêm vấn đề này, chúng tôi xin được kể một câu chuyện. Thời kỳ Đức Phật xa xưa, có một câu chuyện nói về nàng tín nữ tên là Bách Tách Cha Ra. Cái nàng tín nữ tên là Bách Tách Cha Ra này có chồng và có một cái đứa con. Có một đứa con. Cái câu chuyện mà của nàng tín nữ Bách Tách Cha Ra này á, là để nói lên
nói lên cái cuộc đời nó vô thường, nó thay đổi, nó biến hoại đến hết sức bất ngờ. Vô thường đến với gia đình của cô thiếu phụ này hết sức là bất ngờ và rất là nặng nề. Đó là nói về một cái nàng thiếu phụ, một nàng thiếu phụ tên là Bhattacharya, đã có một con và đang mang thai đứa kế, sắp đến ngày sinh nở thì nàng mới xin chồng về quê, về quê của mẹ mình á, để mà sinh nở. Chồng thì không cho, nhưng một hôm thì nhân lúc chồng mà đi vắng á, cho nên nàng mới dẫn con đi về quê mẹ. Đi một đổi thì bị lạc đường, đi thẳng vào chốn rừng sâu. Đêm tối trời lại nổi giông gió mưa nữa, thì chẳng may lúc bấy giờ thì nàng mới chuyển bụng, hạ sanh ra một hài nhi ở trong rừng. Vì thương con lạnh lẽo cho nên người mẹ này mới lấy cái thân mình đó, mới che chở đứa con. Sáng hôm sau, cái người chồng mới đi tìm người vợ, thì mới thấy vợ mình lạc trong khu rừng đó. Ông ta mới thấy vợ lạnh lẽo suốt đêm như vậy, lật đật mới đi tìm củi để đốt lửa để sưởi ấm cho vợ và con. Nhưng mà đi một hồi người vợ không thấy chồng quay lại. Thế là người vợ này mới bèn bồng con đi tìm chồng. Thì một chút thì lại thấy xác chồng nằm kế bên một mé rừng, và kế bên đó có một con rắn độc. Vô tình cái người chồng này á đi tìm củi mà trúng nhầm con rắn độc nó cắn. Thế là người chồng nằm, xác chồng nằm đó, kế bên có một con rắn độc đang phun phùng mang trợn má phun độc. Thì nàng quá đau đớn, khiếp đảm và khóc than. Lúc bấy giờ nàng không biết gì hết, và nàng chỉ biết đành là lấy củi khô đó thiêu xác chồng. Sau khi chồng thiêu xác chồng xong, nàng gạt lệ, mới bồng đứa con vừa mới sanh và dắt một tay, dắt một đứa con thứ hai, mới đi ra khỏi cánh rừng đó, mới gặp một cái dòng sông. Thì dòng sông thì nước nó chảy cũng hơi mạnh, vì là người mới sanh cho nên sức khỏe không có, cho nên nàng mới để cái đứa con lớn ở bên đây sông, và nàng mới lội qua bên kia sông, để cái đứa con kia bên bờ, rồi nàng mới trở lại, mới bồng cái đứa lớn qua. Trong lúc mà trở lại giữa sông á, có một con chim đại bàng, một con chim ó đại bàng, nó thấy cái đứa bé sơ sinh, nó xem như miếng mồi, nó mới đáp xuống, nó cắp đứa bé đi. Thì lúc đó là nàng đang ở giữa dòng sông, thấy như vậy nàng chỉ còn cách là vỗ tay, la lớn, với một cái tâm nguyện là hù dọa con chim đó, nó thả đứa nhỏ lại. Nhưng mà không ngờ cái đứa bé lớn bên đây tưởng đâu mẹ vỗ tay là gọi, hãy nhảy xuống sông. Thế là đứa này nó mới bò nhảy cái tọt xuống sông, và nước dòng sông cuốn đi luôn. Thế là quý vị biết, chỉ tích tắc thôi là chồng chết rồi, hai đứa con cũng mất. Thế là nàng quá đau khổ, nàng mới một mình mới tần tảo tìm về nhà cha mẹ mình. Thì trên đường đi về gần tới nhà cha mẹ đó, thì mới gặp một những người, người ta đi đám ma đó, người ta đi điếu đó. Thì nàng ta mới hỏi đường về nhà mình, thì người khác nói, ủa cô không hay gì sao? Cái trận mưa bão tối hôm qua đã làm sập căn nhà, và hai ông bà già đó nằm trong căn nhà đó cũng chết luôn. Tức là cái vô thường nó đến tích tắc, nào là chồng, nào là con, rồi cha mẹ. Thế là nàng hay cái tin đó, rồi nàng không còn bình tĩnh nữa, giống như người điên vậy đó. Đi lang thang vài đường, la ó, khóc than, đau khổ vô cùng. Cũng may làm sao có những người họ thấy được cái vậy, có phải chỉ đến chùa Kỳ Viên. Khi đến chùa Kỳ Viên lúc bấy giờ Đức Phật đang thuyết pháp, thì nàng thấy cuộc đời của nàng bây giờ chỉ còn có nước dầu chùa đó thôi. Thế là đi xuất gia. Thì trong lúc mà ngày xuất gia xong á, trở thành một vị tỳ khưu ni trong giáo pháp. Trong lúc nàng rửa chân á, rửa chân thì những cái giọt nước ở trên chân nàng nó rớt xuống cái mặt hồ, rồi nó tan đi. Có giọt thì tan gần, có giọt thì tan xa. Tụ rồi tan. Thế là nàng mới ngộ được. Lúc bấy giờ Đức Phật Ngài mới xuất hiện, Ngài mới dùng thần thông, cái trí tuệ của Ngài, Ngài mới xuất hiện, Ngài giảng một cái câu kinh như thế này. Quý vị cho phép chúng tôi đọc cái câu kinh tiếng Phạn mà Đức Phật đã giảng cho tỳ khưu Bhattacharya như sau.
Dồ cha qua xa xà tăng chi vô áp ba sang u đà dây gia văn ê ca căn chi quỳ tăng xây vô ba sa đô u đà gia gia văn. Bản Hán văn dịch như thế này: phước nhân thọ bá tuế, bất tri thành bại sự, bất như sinh nhất nhật, kiến vi tri sở kỵ. Cái nghĩa của nó rằng là ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, quý hơn sống một ngày thấy rõ pháp sanh diệt. Tức là nàng Tỳ Khưu Ni này chỉ cần sống một ngày thôi mà ngộ được cái pháp sanh diệt, nên Đức Phật ngài mới sách tấn bằng cái câu kệ ngôn vừa rồi. Thì lúc bấy giờ vị Tỳ Khưu Ni này, Bát-tá-cha-ra này mới chứng quả A-la-la-hán. Khi vị thánh nữ này thấy rõ rằng là Anicca Vata-sankhara Upadaya-vata-mino Upacetva-niruchanti Te-sang-vu-va-sang-sukho, tức là hữu di vốn là vô thường, là pháp sanh diệt luôn, dứt được sanh diệt rồi hằng vắng lặng an vui. Câu chuyện này chúng tôi muốn kể lên cho quý vị thấy rằng nếu như chúng ta ngộ được cái pháp vô thường thì chúng ta bớt đi rất nhiều khổ đau. Vì sao? Vì có đến thì ắt có đi, có sanh thì ắt có diệt, có buồn thì ắt có vui, có nhân thì ắt có quả. Các pháp xuất thế gian vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt ra ngoài có không. Ai biết tùy thuận pháp, luôn thông thả nhẹ nhàng, tâm thức luôn được an, không gì lai động được. Tức là nếu mà mình tùy thuận được các cái pháp vô thường như vậy, đến đi vô thường như vậy, thì mình sẽ thấy rõ được những cái pháp đối đãi với nhau. Chẳng hạn như là khổ đau và hạnh phúc, vị ngọt đắng khác nhau, trong thực tánh chân đế bản chất đều như nhau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt, khổ đau thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc, tất cả là pháp tướng, theo nguyên lý vận hành, xây vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Tất cả là pháp hữu di, không vững và không bền, chả có gì đáng giữ. Buồn xả lòng nhẹ tên. Để cho quý Phật tử tăng thêm niềm vui khi nghe pháp, cho nên chúng tôi xin tặng quý vị bài hát Giác Ngộ Vô Thường. Bài hát này là được viết theo cái điệu nhạc là Trăng Tàn Trên Hẻm Phố. Bài hát này mới tập hồi chiều. Cho nên hát mà nó có dở thì quý vị cũng hoan hỷ cho. Mình đang tu cái pháp vô thường mà. Không có gì là bền vững cả. Hay dở gì nó cũng vô thường hết. Rồi, xin quý vị thưởng thức bài hát Giác Ngộ Vô Thường, được viết theo bài nhạc đời Trăng Tàn Trên Hè Phố. Cho một tràng vỗ tay. Nơi trần gian đầy sầu đau luôn vướng mắc, cánh chia ly có gì vui nào đâu. Xuôi lệ tuôn rơi làm nhân tâm khốn cùng, và sánh đau cùng chết trong trần gian. Có gì là bền lâu trong cõi đời, có gì là nhàn cả trong vô thường. Cánh đời là biệt ly trong từng phút, phiền lão chẳng lìa xa, như cành nọ đơm hoa rơi rụng giữa ban mai. Cảnh đời gian tham
rồi mai kia vắng bóng. Cũng như hoa sắp tàn trên hè phố, ai người đào tâm cùng nhau xây đắp nền Phật tâm nơi mảnh đất quê Việt Nam. Tiếc gì cành phù hoa thôi giá tao, thôi đời là sầu đau không chắc thật. Lối về cửa từ bi đang rộng mở, sầu đau vẫn còn đây. Liên đài cùng cầu kinh, ru hồn vào thiên thai. Đau khổ vương mang, buồn vui trong ký ức. Ánh trăng như hé cười trong ngày mới. Anh đào giang ca bừng lên trong nắng vàng, hòa lên nơi câu hát trong tình thương. Lối về cửa Phật tâm như ước vọng, vây gọi cả lòng ta bao ước nguyện. Bên bờ thuyền từ đây đang cập bến, hào quang chói ngàn phương, giác ngộ cùng vui tươi. Ôi đào vàng trong tôi. Mới tập hát hồi chiều luôn á, cho nên hát nó cũng chưa có ngọt cho lắm. Hy vọng lần sau hát lại nó sẽ ngọt. Bây giờ chúng tôi muốn nói rằng là tại sao chúng ta tu mà chúng ta cũng biết pháp vô thường mà chúng ta vẫn còn khổ. Nhưng ngày hôm bữa chúng tôi có nói đã biết vô thường sao còn phiền não, là bởi vì cái biết của mình giống như đứa bé vậy. Đã biết dằn nắng tắm mưa bệnh mà cũng chạy ra tắm mưa dằn nắng để bệnh. Đã biết vô thường mà vẫn còn phiền não. Cho nên từ đây về sau mình phải làm sao biết tất cả các pháp đều là vô thường, không có gì bền vững cả, và cũng chả có gì để mình giữ hết. Mình buông xả thì lòng nó sẽ nhẹ. Các bậc thánh, các ngài thấy rõ được bản chất của thế gian là vô thường. Kể cả cái thân mạng này nó cũng không có bền vững, tất cả đều là vô thường. Cho nên mới có cái bài thơ thế này nè: biết là cuộc mộng phù du, biết là nhân quả không hề tha ai, biết là pháp vốn không hai, biết là duyên nghiệp không sai đường về, biết là chấp ngã sinh mê mà sao cứ mãi một bề hơn thua. Cái dở của mình là vậy đó, mình biết hết nhưng mà có một điều sao mình cũng muốn hơn với thua, cũng được với mất, có với không, nó làm ảnh hưởng mình. Là vì cái biết của mình là ở góc độ là tưởng gì, tưởng tri, giống như cái biết của đứa bé. Bây giờ mình làm sao mình nâng cái biết của mình lên giống như cái biết của người lớn, để chi vậy? Để mình không có còn một bề hơn thua nữa, mình không có còn đau khổ nữa, mà mình đến đi nhẹ nhàng. Lúc bây giờ là có không còn mắt chẳng bận lòng, yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông. Lúc bây giờ cái tâm mình nó nhẹ lắm, mình thấy tất cả các pháp vô thường. Bây giờ yêu cũng vô thường, mà ghét cũng vô thường, thấy không? Đẹp cũng vô thường, mà xấu cũng vô thường, mà trẻ cũng vô thường, mà già cũng vô thường. Thế là chúng ta cảm thấy cuộc đời này nó nhẹ tên. Để cho quý vị tăng thêm niềm vui, cho nên tặng thêm bài hát nữa: đời vô thường. Chúng tôi giống như nhà tâm lý vậy đó. Thấy quý vị mà nó hơi quể quải một chút là phải hát vô một chút cho nó phải. Có thuốc trị hết trơn rồi. Mà giảng pháp thì nghe nó ngó trời ngó đất, nhưng mà nghe hát cái nó tỉnh lên. Bài hát đời vô thường xin được phép bắt đầu.
đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoạn trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân ly, nguyện thề thương sanh chúng, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu. Mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn mang, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đứng chờ chỉ nữa lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì, tinh tấn lên đi, đừng chờ chỉ nữa lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì. Quý vị biết không, cuộc đời nó vô thường dữ lắm. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già, và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, theo nghiệp mình đã tạo, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Nghĩa là bây giờ nếu chúng ta chưa ngộ được cái pháp vô thường để chúng ta ngộ đạo, thì Đức Phật dạy chúng ta là phải sao nè? Phải tạo các công đức. Vì khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, có gì đem tiền ra mua sự sống được không? Quyền lực cũng buông thôi. Cho dù làm vua, quyền lực trong tay, nhưng mà khi tử thần đến rồi, ông vua này có cản được không? Không. Nhớ nghe, mỗi ngày đêm trôi qua phải quán như vậy để mà mới tu trì được. Chúng ta lại thêm già, và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, theo nghiệp mình đã tạo, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con dẫu có chí tình, cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Đúng không mà cười vậy? Đó. Bây giờ mà thần chết mà hiện về rồi, bây giờ quý vị nghĩ coi có ai che mình đấy? Có ai che mình được không? Không ai che mình được hết. Cho dù chồng với con có chí tình đi nữa,
cũng đành là bất lực làm thinh đứng đứng nhìn. Cho nên nói đến cái pháp vô thường, kính thưa quý vị, là một cái pháp trong ba pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Cuộc đời này đến đi có không, được mất, đều là vô thường. Chắc phải hát thêm bài nữa quá. Hôm nay gió biển Đà Nẵng nó mát quá. Hả? Sao bác? Thầy hát đi. Đó. Có một lần chúng tôi cũng giảng một cái chùa của một sư cô. Rồi cũng thấy quý Phật tử vui vẻ về, chúng tôi cũng hát đâu 2-3 bài. Đến chừng kết thúc bài pháp thì có sư cô lên nói lời cảm tạ. Sư cô nói: quý Phật tử ơi, hôm nay sư cô mới thật sự thấy được đệ tử của Phật Thích Ca. Cái sư nghe sư cũng mừng, sư tưởng đâu sư mặc đồ giống Phật Thích Ca. Sư mới thẳng người lên. Trời ơi, lúc đó mình quay quá, mình tưởng đâu là mình đệ tử của Phật Thích Ca. Cái cổ thêm câu là Thích Ca thích hát. Hiểu không? Tức là cổ ngồi ở dưới cổ nghe, rồi sư thuyết pháp, rồi hát cũng 2-3 bài vậy đó. Rồi cổ nói: trời ơi, hôm nay cổ mới thấy được đệ tử của Phật Thích Ca. Mình nghe mình mừng quá. Rốt cuộc sư cô nói là mình Thích Ca thích hát. Thôi giờ lỡ mang tiếng Thích Ca tới hát rồi hát bài nữa ha. Rồi. Hồi nãy là hát cái bài đời vô thường. Bây giờ xin hát cái bài đời giả tạm. Thì cuộc đời này nó vô thường, nó giả tạm, nó phù du dữ lắm. Chúng tôi muốn cho quý vị mới nhận thức được cái pháp vô thường này mà theo cái trình độ của tuệ tri, tức là bằng trí tuệ, mình cứ quán hoài, suy xét hoài, thẩm đoán hoài, để một ngày đó mình ngộ được. Mình phải có cái trí tuệ, mình thấy được thôi cuộc đời nó vô thường, không có gì phải khổ đau. Tại mỗi lần mình mất cái gì mình đau khổ dữ lắm, mình buồn dữ lắm. Tại cuộc sống của mình á, nó có cái sự sợ hãi, trong đó sợ nhất là mất mát. Mất mát tài sản, mất mát chồng con, mất mát người thân, quyến thuộc, rồi cuối cùng là mất mát cả mạng sống. Cho nên mình sống mình sợ hãi lo âu lắm. Bây giờ làm sao mình thấy được các pháp đối đãi của cuộc đời này? Mà cái dở của mình quý vị biết không? Mình lạ một cái á, là mình vui vẻ chào đón một cái đứa trẻ sơ sinh chào đời, mà mình lại buồn khổ khóc lóc khi một ông lão 80 tuổi lìa đời. Mà nếu nói theo nhân luân hồi, nếu không có ông lão 80 tuổi lìa đời thì làm gì có đứa bé sơ sinh chào đời, đúng không nè? Ví dụ như ông lão đó, ông mất thì ông mới sanh qua đứa bé. Thì bây giờ mình lạ một cái á, là mình vui vẻ đón nhận cái đứa trẻ sơ sinh chào đời, mà mình không bao giờ mình chấp nhận ông lão 80 tuổi lìa đời. Đó là cái mâu thuẫn của mình. Thì bây giờ mình phải thấy được rằng là sanh tử có không, đến đi, đây là pháp đối đãi của thế gian. Hãy có sanh thì có diệt, có sanh thì có tử, có đến thì có đi, có buồn thì có vui, có nhân thì có quả. Tất cả pháp đối đãi này, mà nếu mà mình các pháp xuất thế gian, tức là mình có cái tâm, cái trí tuệ đó, mình vượt ra được cái sự đối đãi đó, thì chúng ta vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi luôn, vượt ra ngoài có không luôn. Lúc đó tâm chúng ta nó vượt cao hơn một tầng, là không thấy cái sự đối đãi nữa, rồi không thấy cái sự được mất nữa, không thấy cái sự có không nữa, và chúng ta cũng không còn sợ hãi. Thì lúc chúng ta sẽ có một đời sống rất là an nhiên, tự tại giữa cuộc đời này. Đức Phật cũng như chúng ta, Ngài sanh ra trong cái tam giới này, nhưng mà Ngài có sợ sanh diệt như mình không? Không. Đối với Đức Phật, cái chuyện mà sanh tử đến đi có không còn mất
rất là nhẹ. Còn mình thì ngược lại, mình quá mong cầu cái sự sống, cho nên mình rất sợ cái sự chết. Mà thật sự cái chết nó không đáng sợ, cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Chết thì ai cũng chết, mà không phải mình mới chết kiếp này đâu, mình cũng đã chết nhiều đời nhiều kiếp rồi. Trần gian này là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Bài hát Đời Giả Tạm xin được phép bắt đầu. Trong chốn nhân gian nào đâu có gì phú quý vinh hoa tựa như áng mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui câu danh lời như giọt sương mai. Không biết thân ta ngày mai thế nào, sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau. Kiếp người như giọt bèo trôi, rồi trong một phút buông xuôi khi linh hồn đi vào xa xôi. Thôi tranh đua làm chi, hơn thua làm gì, đời tan hiệp khe nào bèo mây. Đời có vui đâu thôi, chớ bận tâm làm gì. Nay có nhân duyên được nghe pháp màu, nên gắng lo tu nguyện không dễ vui. Vui cùng tiên kệ lời kinh, nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điêu linh. Nghe tiếng chuông ngân lòng không vương trần, nay gắng lo tu ngày sao xương thân. Tâm hồn sẽ được nhẹ lần, về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui. Như vậy thì chúng ta phải thấy ra một điều, phải ngộ một điều rằng là pháp vô thường, đến đi có không là lẽ tất tất nhiên ha. Có sanh thì ắt có diệt. Mà thật sự là quý vị biết không, cái diệt này để rồi nó sanh, đó là cái dòng luân hồi. Ai sinh ra cũng một lần phải chết, chết đi rồi có hết được đâu. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu, hành tinh xanh mãi ươm màu hy vọng. Đi vào đời với hai bàn tay trắng, lúc lìa đời trắng cả hai bàn tay. Khi sống mãi nhặt cho đầy, phải mang lấy nghiệp trả dai nợ đời. Kiếp luân hồi có dai có trả, kiếp luân hồi có sanh có diệt. Đời vô thường giả tạm hư không, ngũ quẩn sắc bất dị không, an nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. Sống kiếp đời chớ nên gây nghiệp, để tái sanh tạo kiếp luân hồi. Ta bà là cõi tạm thôi, phước tu an lạc cõi trời an vui. Vỗ tay đi.
Vỗ tay còn đợi người ta kêu nữa. Bây giờ chúng tôi nói đến cái pháp vô thường, thì sẵn đây nó có một cái bài thơ. Bài thơ có tựa đề là Những tờ giấy cuộc đời. Chúng tôi muốn chia sẻ ra những tờ giấy cuộc đời để cho quý vị thấy được cái bản chất vô thường của cuộc đời. Bài thơ có nội dung như sau: Một tờ giấy khai sinh bắt đầu cả đời, một tờ giấy tốt nghiệp phấn đấu cả đời, một tờ giấy kết hôn giày vò cả đời, một tờ giấy bạc tiền nhọc nhằn cả đời, một tờ giấy thăng quan đấu tranh cả đời, một tờ giấy khen là hư vinh cả đời, một tờ giấy khám bệnh đau khổ cả đời, một tờ giấy nhà băng là lo lắng cả đời, một tờ giấy ly dị tự do cả đời. Một tờ giấy điếu văn là kết thúc cả đời, quên đi những tờ giấy ấy vui vẻ cả đời. Thầy Thích Tánh Tuệ đã dựa vô cái những tờ giấy cuộc đời này, Ngài phổ các cái bài thơ mà nghe rất hay. Hôm nay sẵn việc chúng tôi đọc để gửi lên cho quý vị trong cái buổi giảng hôm nay, cho nó tăng thêm phần sinh động, vui vẻ, đỡ buồn ngủ. Hãy có thơ, có nhạc là nó đỡ buồn ngủ. Mà giảng mà triết lý nhân sinh nó buồn ngủ dữ lắm. Mình là mâu thuẫn dữ lắm quý vị. Mình biết nghe pháp là phước báo, mà sao mà nghe nó hay buồn ngủ. Mà nó ngộ nghe. Ngồi nghe pháp thì buồn ngủ, nhưng mà nghe kết thúc bài pháp ra ngoài nó tỉnh như sáo vậy đó. Mời quý vị vô giường nằm ngủ, nó không chịu ngủ. Mà ra đây ngồi nó ngáp ngắn ngáp dài vậy đó. Muốn tu mà nó không được yên là vậy đó. Rồi mình có những cái mâu thuẫn cùng cuộc đời nữa. Ví dụ như là mình muốn sống lâu mà mình lại sợ già. Sống lâu thì phải già, chỉ có chết trẻ mới trẻ thôi chứ. Mà mình thì không muốn chết trẻ, mình muốn ai cũng muốn sống lâu á. Nhưng mà sống lâu sợ già dữ lắm. Cho nên bây giờ chúng tôi muốn quý vị ngộ được cái pháp này rồi á, bớt sợ đi, bớt sợ già, bớt sợ chết đi. Bây giờ đó là cái định lực tự nhiên ha. Nếu mà ai mà sợ già sợ chết á, thì niệm câu thần chú này, đọc theo nghe. Sống qua ngày, ê xin lỗi quý vị, không phải, đọc lại từ đầu. Nhắm mắt mở mắt hết một ngày, nhắm mắt không mở mắt hết một đời. Sống qua ngày, chờ qua đời. Sống qua ngày, chờ vô hồn. Đó, cho nó khỏe. Vô thường mà, thấy được vô thường mà không có sợ vô thường. Cái người mà chưa thấy vô thường mà nhắc tới chết chóc sợ lắm. Nhiều khi sợ miệng mắm mũi nói cái trúng đại. Cho nên bây giờ mình là tu theo pháp Phật rồi, đệ tử của Đức Phật là không có sợ chết. Mà muốn không sợ chết thì mỗi ngày phải niệm về sự chết. Ở trong kinh Nguyên Thủy thì có một cái pháp môn niệm sự chết. Mà cái pháp này ít ai dám niệm. Cái gì nào mà ngộ được Phật pháp dữ lắm á, mới dám niệm cái pháp môn này. Ta niệm cái gì để sống chứ ai niệm sự chết. Nhưng mà trong kinh Đức Phật có dạy quý vị, có dạy cái pháp môn niệm sự chết. Để chúng tôi đọc ra rồi quý vị nào thích thì về nhà cứ niệm. Mình niệm chết, một ngày đó mình sẽ không sợ chết. Câu tiếng Phạn là Marana, đọc theo. Marana Nusati
đọc lại: Marana Nusati, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Đó, ngày nào cũng niệm vậy đó, một câu như niệm, như mình niệm Phật vậy đó. À, Marana, đọc theo: Marana Nusati. Marana là sự chết, Nusati là tôi sẽ chết. À, vậy đó. Đọc lại: Marana Nusati, Marana Nusati. Đọc nguyên câu luôn là: Marana Nusati, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Cho nên không sợ. Mà chết mình không sợ nữa thì mất mát ba cái chuyện khác đâu có sợ. Thấy không nè? À, mình niệm sao mà nó trở nên cái tuệ tri á. Tức là thấy đời nó chết như chơi. Thấy không? Cái chết đến với mình rất là, cái vô thường đến với mình rất nhanh. Đó, đến đi nhẹ nhàng, mau lắm. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy bình thản, an nhiên. Mà nhiều khi lúc đó chúng ta nhắm mắt mà chúng ta còn mỉm cười. Chứ ai như mà chết cái mặt sợ muốn chết rồi đó. À, tại vì mình muốn sống nhưng mà sợ chết. Thấy không? Rồi, bây giờ cái bài thơ của thầy Thích Tánh Tuệ nói về những tờ giấy cuộc đời, xin đọc ra gửi quý vị cho tăng thêm phần không khí sinh động tối hôm nay. Vỗ tay cái đi. Một ngày buồn nghỉ thở, xuất hiện tờ điếu văn. Ê, xin lỗi quý vị, đọc sao ngang không vậy? Đọc từ đầu chứ. Trời, vô ngay rổ ngày một ngày nghỉ thở à. Một tờ giấy khai sinh, bắt đầu đời, bắt đầu từ đó. Khổ vui rình rập ló, theo gót ta vào đời. Rồi suốt bao năm trời, miệt mài cùng sách vở, phấn đấu cả một thời, được mảnh bằng ná thở. Kế nên chồng nên vợ, một tờ giấy kết hôn, từ đó xác lẫn hồn, trói trăng vào ngục thất. Xuôi dòng đời tất bật, tranh đấu cùng bon chen, nhọc nhằn biết bao phen, một tờ tiền xỏ mũi. Phải ra lòn vào cuối, mới được tờ thăng hoan, mới được tờ thăng quan. Muốn ngó dọc nhìn ngang, phải bao lần khúm núm. Bằng khen ôi hí hửng, danh dự được là bao. Chúc hư dinh sống trào, ai vỗ tay hoài mãi. Tuổi chiều đời bãi quải, đến phòng mạch mới hay. Cầm giấy bệnh trên tay, thở dài từ nay khổ. Một ngày buồn nghỉ thở, xuất hiện tờ điếu văn. Mấy mươi năm cõi trần, giấy vàng bay đầy phố. Mấy ai bừng tỉnh ngộ, buông những tờ giấy trên. Giá trị đời đặt lên, khiến ta thành nô lệ. Mặc gì mà phải thế, gót chân mòn ngược xuôi. Thôi đuổi bóng tìm mồi, liền thảnh thơi cười nụ. Hãy sống đời lạc trú với hiện tại đang là. Từng ngày qua, hồn thân hoa tỉnh thức. Mảnh giấy nào là thật, khi hơi thở che rồi. Tất cả là trò chơi bởi loài người sáng tạo. Tương đối là hư ảo, trên kiếp đời mong manh. Ai buông giấy không đành, còn chạy quanh mù mịt. Đó, nãy giờ là... Cho nên trong cái bài thơ tờ giấy cuộc đời này á, là cái câu mà chúng ta buông tất cả để sống cho cái hiện tại. Hãy sống đời lạc trú với hiện tại đang là. Từng ngày qua, hồn thăng hoa tỉnh thức. Tức là mình không vọng mong tương lai, không ám ảnh về quá khứ, mà chúng ta chỉ biết sống trong hiện tại, lạc trú như thế này là cuộc đời chúng ta hạnh phúc. Đức Phật này không đưa chúng ta đến cái ngõ cụt, không dẫn dắt chúng ta đến một cái nỗi khổ niềm đau mà bế tắc. Và Đức Phật dạy chúng ta có một cái đời sống hiện tại lạc trú,
không lo lắng về tương lai, mình lo tương lai mình sợ chết lắm. Mình sợ mình khổ, mình sợ mình bệnh, rồi mình sợ mình chết. Mà trong hiện tại chúng ta đang là người an, an vui. Đức Phật tập dạy chúng ta nên tập sống trong hiện tại. Mà con người thì có một cái thói quen, nó đánh lừa mình. Trong cái đó hiện tại rất là an lạc như thế này thì mình không thấy, mà mình chỉ thấy ngày mai mình mới an lạc. Cho nên mới có một câu rằng là đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống. Sao ta hoài mơ ước chuyện xương tan, sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Lạ cái là mình chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc thôi, mà bây giờ thì mình không thấy là hạnh phúc, mà mình thấy đau khổ. Nhưng mà người ta có nói một câu rằng là hạnh phúc của ngày mai là bắt đầu từ hôm nay. Nếu hôm nay, giờ phút này quý vị không hạnh phúc, không an lạc, thì ngày mai cũng giờ phút này quý vị cũng không an lạc. Vì khi mình sang ngày mai, nó trở thành hôm nay. Cái câu này chúng tôi học từ hồi nhỏ, nghe người ta nói trong học đường đó. Tức là hạnh phúc của tương lai là bắt đầu từ hôm nay. Ý nói các em nhỏ muốn có tương lai sáng ngời thì bắt đầu hôm nay lo học. Nhưng mà hôm nay mình lấy cái câu này, mình sửa lại một tí mà mình nói theo cái ý đạo. Là hạnh phúc của ngày mai là bắt đầu từ hôm nay. Nếu hôm nay không có hạnh phúc thì ngày mai quý vị cũng không có hạnh phúc. Chứ quý vị đừng tưởng rằng chúng ta lo cho tương lai chúng ta hạnh phúc. Vì nếu như hôm nay mình không hạnh phúc thì ngày mai làm gì có hạnh phúc. Bằng chứng là khi chúng ta sang ngày mai, nó trở thành hôm nay. Đúng không nè? Ngày hôm qua quý vị nói tối ngày mai sẽ sang chùa Hòa Tiên để nghe Pháp. Nhưng mà đến ngày hôm nay quý vị đến đây nghe Pháp thì nó trở thành hôm nay rồi. Có một câu chuyện vui như thế này. Có ông sư bạn, ông mượn tiền chúng tôi, rồi ông nói ngày mai ông trả. Qua ngày mai thấy ổng im ru, mình mới hỏi ổng trả tiền đi chứ. Ổng nói tôi hứa với sư là ngày mai tôi trả. Thì mình tưởng đâu ổng hứa thêm một ngày nữa. Qua ngày mai mình hỏi ổng, ổng nhấn mạnh với mình, ổng nói tôi nói rồi, ngày mai tôi trả mà đòi hoài. Thì thưa với quý vị rằng là không có ngày mai. Phải không nè? Nhưng mà con người thật mâu thuẫn. Trẻ muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành. Làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh, vì lao lực kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ vọng mong ở tương lai, nên quên mất hiện tại, nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận, luôn ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Thật sự mình nói mình sống, nhưng mà theo cái nhìn của đạo Phật là chúng ta không phải đang sống, mà chúng ta thuộc cái dạng chết rồi mà chưa chôn. Tại sao nói như vậy? Cái nhìn của đạo Phật là ai mà sống thức tỉnh trong hiện tại, sống tỉnh thức trong hiện tại, thì cái người đó mới gọi là người đang sống. Còn mình sống mà mình không có tỉnh thức, mình sống mà không có chánh niệm, mình sống mà mình không có tu, mình sống mà để cho tâm bất thiện nó ngự trong lòng mình không, tức là mình là cái người dễ vui, quên mình, không chánh niệm, để cho phiền não nó ngự trong lòng mình. Thì cái người này theo cái nhìn của Phật là người ấy đang chết. Đức Phật nói chánh niệm là sống, thất niệm là chết. Cái người nào có chánh niệm thì người đó gọi là người đang sống. Cái người nào mà thất niệm, không có chánh niệm, thì cái người đó gọi là người đang chết. Mà xét theo cái định nghĩa này thì thưa với quý vị, chúng ta đang sống hay đang chết? Sống hay chết? Chết. Tham sân si trong người là đang chết.
Chỉ có khi nào mà chánh niệm tỉnh giác, thức tỉnh, thấy được vạn vật là vô thường, khổ vô ngã, thì lúc đó chúng ta mới gọi là đang sống. Còn mình là cái dạng đang chết. Lúc mà tâm của quý vị tham sân si khởi lên là đang chết hay sống? Đang chết. Cho nên tối hôm nay về, lỡ có ông chồng đứng sân si với mình, thì nhắm mắt lại niệm ngay cho sư câu là xác chết, xác chết, xác chết. Gặp bà bạn nào mà bà sân si với mình, nó gây phiền não cho mình, thì quý vị khỏi phải ăn thua. Nhắm mắt lại niệm ngay cho mình câu là xác chết trước mặt, xác chết, xác chết trước mặt một xác chết. Mà cái người này họ sân si, cái người này họ đang phiền não. Mà cái người mà không tỉnh thức, không làm chủ được mình, thất niệm, thì cái người đó đang chết hay sống? Chết. Cho nên mình không có hơn thua với mấy cái xác chết đó. Mình tu là vậy đó. Mình tu là mình ai mà gây gỗ với mình á, trước mặt đứng trước mặt mình gây gỗ là mình nhắm mắt lại niệm liền xác chết, xác chết, xác chết. Còn mà mình mà gây gỗ lại á, thì mình cũng thuộc dạng gan dữ, dám ăn thua với xác chết. Thấy không? Quý vị biết không? Cái bà đó bả với mình quan trái nhau suốt cuộc đời, nhưng mà hôm qua nghe bả chết, mình qua là mình với bả là coi như xong. Mình không muốn ăn thua với bả nữa, cũng đốt cho bả ngay an, cũng nói với bả một câu tôi với bà xong rồi nghe, đường ai nấy đi, âm dương cách biệt, tôi với bà là không còn dính dáng gì nữa. À, dương trần bà là cõi âm, tôi là cõi dương, không dính dáng gì. À, đường ai nấy đi, âm dương cách biệt, mình cũng không có kêu bả dậy để gây lộn nữa. À, lúc này bả chết rồi. À, thì mình muốn mà tu cho nó yên á, với mấy cái người mà gây cho mình phiền não á, thì cứ nhớ dùm sư là nhắm mắt lại niệm ngay trước mặt mình là một xác chết, xác chết, xác chết. Nếu mà mình mà kiềm chế không nổi là mình gây gỗ với xác chết á, lỡ có người tu đi ngang đó, trời, hai xác chết này cãi nhau, chết rồi còn yên nữa, chết rồi còn sung nữa. Ừ. Rồi, kính thưa quý vị, thời gian đã hết. Hôm nay chúng tôi rất là vui, lần đầu tiên được đến chùa Hòa Tiên, quận Hải Châu hả? Thành phố Đà Nẵng. Một cái ngôi chùa mà nằm ở trong một cái trung tâm, được Phật tử đến nghe Pháp đông đủ như thế này, mà vui vẻ nữa. Cho nên chúng tôi gửi đến quý vị một cái bài giảng, nó hơi mang tính Phật Pháp một tí, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng giảng sao cho nó nghe nó có cái mùi vui vẻ, để cho quý vị đỡ phải buồn chán. Bài pháp có tựa đề là vô thường. Chúng tôi muốn cho quý vị thấy được cái pháp này. Mà ai thấy được vô thường thì người đó thấy pháp. Ai thấy được vô thường là người đó thấy Như Lai. Ai thấy được pháp sanh diệt là người đó ngộ được đạo. Chúng tôi cũng với một cái mục đích là mong cho quý vị hãy ngộ được cái vô thường, thấy được pháp vô thường bằng trí tuệ. Mà thấy được vô thường rồi quý vị thấy nhẹ nhàng lắm. Mình không có hơn thua tranh giành nữa. Mình lúc đó là cái tâm của mình nó tự tại. Đối với mình cuộc đời nó nhẹ vậy đấy. Xem nó như là quán trọ, không còn có cái sự bon chen nữa. Thì hôm nay chúng tôi vô cùng hoan hỷ được lần đầu tiên đến đây giảng cho quý vị nghe một bài pháp. Và trước khi dứt lời thì cho phép chánh định được nói lời tri ân đến ni sư trụ trì cùng tất cả các ni chúng đang ở trong ngôi chùa Hòa Tiên này. Đặc biệt là nói lời tri ân đến tất cả các Phật tử. Quý vị đã dành cái thời gian vô cùng quý báu có mặt ở đây để làm cái chất xúc tác cho chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ giảng bài pháp này. Trong khi giảng nếu có điều gì không phải, mong quý vị cũng niệm tình hỷ xả cho cái xác chết này luôn, không có hơn thua xác chết. Cuối cùng phần công đức phước báo phát sanh, chúng tôi xin hồi hướng đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ta bà. Mong quý ngài quan nghỉ dụng nạp, theo cái dụng nạp rồi cầu xin quý ngài quan nghỉ hộ trì cho Phật pháp được trường tồn bền vững lâu dài. Cầu xin quý ngài quan nghỉ hộ trì cho toàn thể quý Phật tử có mặt ở đây cũng như vắng mặt, những người đã thân bằng quyến thuộc, những người đã quá vãng cầu nguyện được an vui nơi nhàn cảnh,
những người còn hiện tiền cầu nguyện được tăng long phúc thọ, tật bệnh được tiêu trừ, vạn sự được kiết tường, tai qua nạn khói, thân tâm thường được an lạc. Cuối cùng xin cầu chúc toàn thể quý vị luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.